Chào các bạn nha. Nay mình quay cho các bạn xem chiếc xe cuốc 05 các bạn. Nó bò vô cái mé ruộng này lận nó múc đất các bạn ơi, múc cái nền hay gì đó. Chắc có thể là giờ nó băng cái đường để nó đi xuống các bạn. Đó. Mình độ vậy, mình độ chắc nó băng cái đường là nó đi xuống các bạn ơi. Nó đè xuống làm cho nó dẻ lần đi xuống nha các bạn. Thì ta lấy có một lớp mặt ở trên nè, để ta lấy cái lớp đất cứng hay gì vậy? Chắc độ vậy. Người ta lấy có cái lớp đất cứng ở trên đó là người ta đi xuống nha các bạn, đè xuống cho nó dẻ, người ta đè xuống cho nó dẻ là người ta đi xuống mới được. Chiếc là chiếc 05 nha các bạn. Hinachi ở trên đó, nó để chữ Hinachi rồi các bạn. Có chiếc này chiếc UH045. Để coi anh chàng này xuống này để xuống như thế nào nha. Mình thấy đất này nó cũng khá là mềm các bạn. Cái gạo của nó là mình độ bề ngang cả 8-9 tấc đó các bạn. Cái gạo của nó rất là khủng luôn đó. Đấy, y ta bỏ xuống rồi, y ta đi xuống rồi đó. Ê, cắm đầu có cái gạo gà xuống lại nè các bạn. À, chắc anh ta bàn ở đó luôn các bạn, bàn ở đó hay gì vậy? Xuống luôn rồi, rồi coi lúng kìa. Ồ, càng các bạn ơi, đất lúng, con chích. Anh ta chắc bàn ở đó đó các bạn. Ồ, chắc anh ta tới luôn rồi nè các bạn. Người ta xây cái bánh để cho nó lọt qua cái đất ra trong đó ra cái gì đó các bạn ơi.
đổi tài xế thế vậy các bạn, đổi tài xế khác các bạn ơi. À, chắc người ta múc đất đó để chắc làm cái đường xuống hay sao đây, để coi coi sao các bạn. Có thể là anh ta múc cái đó đó các bạn, múc đất ở trong này đắp ra thành một cái bao đê để vào xe hay là bơm cát gì vô để đừng có cho chạy á các bạn. Mình đồ chắc vậy, không biết có đúng là như vậy hay không đó. Mình thấy múc đổ đó là y gan như mình bao một cái đê lại vậy các bạn, y gan như bao cái đê mới như ở trên chỗ cái anh đó đứng vậy đó. Chiếc này chiếc Hitachi nha các bạn. Hitachi, chiếc này chiếc 05 các bạn ơi. Cái gàu của nó khá là bự luôn nha các bạn, lấy đất rất là nhiều luôn. Thấy cái gàu của nó lấy đất dung trùng luôn các bạn. Cái này chắc gàu này chắc cũng cả khối chứ không phải. Nếu mà múc đầy dung lên luôn chắc cũng cả khối đó các bạn. À người ta đè xuống này làm cho nó dẻ. Nện xuống. Thôi mình xin kết thúc video các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo ha. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc các bạn.